Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 13 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Covid ở Việt Nam khi lãnh đạo thất học. Với khí thế của chiếc xe tăng húc đổ cổng dinh độc lập ở Sài Gòn cách đây hơn 45 năm, Việt Nam bước vào cuộc chiến chống Covid vẫn ở cùng thành phố, nay với tên Hồ Chí Minh hồi tháng 4 năm nay. Sài Gòn năm xưa thất thủ nhưng Hồ Chí Minh năm nay cũng chảo thua. Covid chủng mới chẳng ngán gì ý thức hệ và các loại vũ khí vừa lạc hậu vừa được triển khai muộn màng. Vậy sau nửa năm chống dịch gần tới nhất, Việt Nam giờ ở đâu? Đây là hình ảnh số liệu vào hôm 2 tháng 9 cho thấy Việt Nam có số người nhiễm Covid-19 chỉ hơn 1/3 so với Thái Lan, nhưng số người chết vượt cao hơn Thái Lan rất nhiều. Đây là kết quả của sự yếu kém của ngành y tế Việt Nam vì sự đầu tư ngân sách quá thấp. Theo bảng phân bổ ngân sách nhà nước của Quốc hội Việt Nam năm 2021, ngành y tế chỉ được chi có 9,7 ngàn tỷ đồng, trong khi ngành công an được chi 98 ngàn tỷ đồng Bộ Y tế. Và như vậy, ngành công an được số tiền tổng chi gấp 10 lần ngành y tế. Và đây là lý do tại sao người dân Việt Nam từ Bắc đến Nam chết dần, chết mòn bởi vì ngân sách nhà nước quá ít cho ngành này. Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới được cập nhật hôm 9 tháng 9 năm 2021, số ca nhiễm ở Việt Nam đang tiến dần đến con số 600.000 ca nhiễm, với số người chết vì Covid đã vượt quá 14.000 người và con số này tăng lên mỗi ngày. So với hai nước láng giềng, Campuchia có gần 100.000 người nhiễm và 2.000 người tử vong, Lào có gần 17.000 người nhiễm và 16 người tử vong, thì Việt Nam con số chết quá lớn. Nhưng phải so với Thái Lan mới thấy khả năng chữa trị và phòng bệnh của Việt Nam yếu kém tới đâu so với khu vực. Thái Lan có hơn 1,3 triệu ca nhiễm, gấp hơn 2 lần Việt Nam, nhưng số người chết của họ chưa tới 14.000, kém số ca tử vong ở Việt Nam rất nhiều. Chỉ có hai yếu tố lý giải được tỷ lệ tử vong thấp bằng nửa của Việt Nam của Thái Lan, đó là sự chăm sóc và cứu chữa bệnh nhân của họ tốt hơn và số người đã được tiêm vaccine của họ cũng nhiều hơn Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn muốn người dân tiến lên chủ nghĩa xã hội, nhưng dường như càng ngày càng thụt lùi so với thế giới. Điều này có thể hiểu được vì Thái Lan chi tiêu nhiều hơn cho y tế so với Việt Nam và khả năng quản trị xã hội của họ cũng tốt hơn. Cũng theo số liệu của World Bank được cập nhật vào lần cuối năm 2018, Thái Lan có chi tiêu bình quân đầu người cho y tế là 275 đô la, đứng thứ 101 trên thế giới, trong khi Việt Nam xếp thứ 125 với mức chi tiêu 151 đô la. Một điều đã được nhiều người chỉ ra là sự kiêu ngạo không đúng lúc của Việt Nam đã góp phần tạo ra sự vỡ trận này. Niềm tin vô căn cứ rằng Việt Nam có dư khả năng thắng Covid đã khiến các nhà lãnh đạo không có sự chuẩn bị về mặt y tế, dẫn tới sự quá tải về mặt an sinh xã hội và dẫn tới người nghèo khó bị bỏ rơi về phía sau. Về mặt chính sách dẫn tới việc ban hành những mệnh lệnh không có tính khả thi và làm cho tình hình trở nên rối ren tồi tệ hơn rất nhiều. Đây là khả năng kém cỏi của các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã hiện ra trước mắt. Kết quả là nhiều ngàn người Việt Nam đã chết oan vì Covid-19, chưa kể những người chết vì đói, chết vì các bệnh khác do ngành y tế đang quá tải, không thể cứu chữa kịp thời cho họ được. Đó cũng là chưa kể sự trả giá khác nhau, trong đó có sức khỏe và tâm thần. Sự phá sản của các doanh nghiệp khiến không những ông chủ mà ngay cả nhân viên sẽ điêu đứng sau dịch và chứng lại cả nền kinh tế mà không còn khả năng hồi phục của nó, với việc xếp hạng 125 trên 125 nước có tên trong danh sách tạp chí Nike từ Nhật Bản đánh giá vào hồi cuối tháng 8 vừa qua. Đây là hình ảnh tờ báo hàng đầu của Nhật Bản Nike đã viết xếp Việt Nam đứng hạng bét về hệ thống và hiệu quả chống dịch. Việt Nam hạng chót trong số 121 nước trên thế giới. Hồ 4.0 dùng 0.4. Các nhà lãnh đạo Việt Nam không những không chịu học những bài học chống dịch từ cả năm trước của thế giới, họ cũng không chịu học từ chính những thất bại của họ. Chẳng hạn thành phố Hồ Chí Minh từng thay đổi chính sách giấy đi đường vào cuối tuần để áp dụng ngay đầu tuần, sau đó khiến người dân phải xếp hàng dài chờ có chốt kiểm soát trong điều kiện không đảm bảo giãn cách xã hội, và điều này làm cho virus lây lan càng ngày càng nhanh hơn nữa với những quy định của nhà nước đưa ra, và người dân sẽ chết thêm nhiều. Thế nhưng Hà Nội vẫn đi theo vết xe đổ này. Nhiều tuần sau đó, ngay sau khi cả Đà Nẵng đã thành công trong việc cấp giấy đi đường qua mạng để hạn chế tiếp xúc khi người dân cần có giấy phép. Chuyện bắt người dân phải lên phường hay tới cơ quan công an cũng khiến người dân đặt câu hỏi liệu có phải chính quyền đang hô hào công nghệ 4.0 nhưng lại dùng công nghệ 0.4 để phục vụ nhân dân hay không và để hành dân là chính. Những việc này đã dẫn đến những cái chết thương tâm của người dân. Một trong những bài học nữa mà Việt Nam không chịu học thế giới là người già cần được tiêm vaccine trước những người trẻ tuổi vì họ dễ bị tử vong vì Covid hơn vài chục lần so với những người trẻ hơn họ vài chục tuổi. Nhưng vaccine ông ngoại, ông anh, ông quen biết khiến cho nhiều người già ở thành phố Hồ Chí Minh chưa kịp tiêm vaccine đã qua đời. Việt Nam cũng có quy trình tiêm vaccine kéo dài cả tiếng sau mỗi người, lâu gấp nhiều lần so với các nước có nền y tế tiên tiến trên thế giới. Điều này cộng với sự thiếu hụt nhân lực khiến cho quy trình tiêm vaccine chậm hơn nhiều so với mức cần thiết. Người ta cũng có thể đặt câu hỏi liệu có phải Việt Nam không muốn ưu tiên toàn bộ vaccine cho người có tuổi bởi vì họ không còn có thể đóng góp nhiều cho xã hội và nếu họ có qua đời thì nhà nước thậm chí còn khỏi phải trả lương hưu cho họ nữa hay không. Ngoài ra, Việt Nam cũng là nước hiếm hoi trên thế giới khổ về chữ F. Hết F0, F1, F2 rồi bị truy vết, bị bắt nhốt và bị kỳ thị. Chính những người F1, F2 khi bị bắt nhốt đã bị lây nhiễm nhiều và trở thành những F0, tính mạng của họ bị đe dọa. Đây là hình ảnh trang báo của Bỉ với dòng tít lớn Hà Nội biến thành nhà tù. Chính sách bắt nhốt người lây nhiễm hay những ai tiếp xúc với người lây nhiễm khiến nhiều người mắc bệnh oan vì điều kiện cách ly không đảm bảo và vệ sinh không đủ, không gian để có giãn cách xã hội đúng mức. Điều cuối cùng Việt Nam hiểu ra quá muộn màng sau khi hơn 1 vạn người đã chết vì Covid chỉ trong vài tuần là cuộc chiến chống virus corona không thể dùng lý luận, kiểu, khẩu hiệu và hung khí. Nó cần tới não, tới khoa học và tới công nghệ. Tiếc thay cả 3 thứ này của các nhà lãnh đạo Việt Nam đều thật là thiểu não và thiếu thốn. Bảo sao họ vẫn có thể chẳng sượng sùng mà nói Việt Nam đã bao giờ được như thế này chưa? Trong khi nước đông dân gấp top 20 của thế giới nghiên cứu mãi vẫn chưa sản xuất ra vaccine và người dân bảo vaccine là vác giá đi vay và xin. Trong đại dịch, thân phận và phẩm giá người Việt Nam dường như đã bị bỏ lại và không còn giá trị. Đây là hình ảnh người dân thành phố Hồ Chí Minh phải chui qua hàng rào kẽm gai để nhận thực phẩm. Nếu chỉ vì không đủ tri thức, hiểu biết thì sau khi những tình huống dở khóc dở cười, sau hậu quả thê thảm với cả nền kinh tế lẫn dân sinh vì những biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm hết sức cực đoan, thiếu viễn kiến ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đã không vài lần náo loạn bởi các yêu cầu quái gở liên quan tới giấy đi đường. Cứ xem thật kỹ những quy định liên quan tới giấy đi đường ở khắp nơi, chắc chắn sẽ nhận ra sự khinh miệt của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền đối với những người dân cả nước. Họ xem thường cả cá nhân lẫn những pháp nhân đang hoạt động hợp pháp, nên tất cả giấy đi đường phải được cơ quan hành chính và công an xem xét, phê duyệt. Tương tự, bất kể chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã bị thực tế đầy vào, thế bị buộc phải chấp nhận cho F0 là những người bị nhiễm Covid-19 cách ly và điều trị tại nhà, thậm chí từ trung tuần tháng 7. Hết Bộ Y tế tới Thủ tướng cũng bắt đầu nói đi nói lại về việc phải chuẩn bị hỗ trợ cho F0 cách ly điều trị tại nhà, nhưng sau đó cả tháng. Người ta vẫn thấy nhiều nơi như Nghệ An, các viên chức hữu trách ở địa phương cậy cửa thông gió, đột nhập vào tư gia của một phụ nữ, phá cửa phòng riêng, dùng bạt cuốn bà lại, mang vào khu cách ly chỉ vì bà là F1, tức là có tiếp xúc với F0. Hoặc như Cà Mau, chủ tịch một phường ở thành phố Cà Mau ra lệnh cho thuộc cấp xông vào nhà cưỡng bức một người đàn ông 49 tuổi, đem ông nhốt vào khu vực cách ly tập trung chỉ vì ông không hợp tác lấy mẫu test thanh lọc trong cộng đồng. Và đặt câu hỏi tại sao lại như vậy thì hãy nhìn Thủ tướng kiêm trưởng ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của Việt Nam Phạm Minh Chính là rõ. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đang kiểm tra công tác chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Chính vừa là người chỉ đạo điều trị F0 ngay tại xã, phường với yêu cầu nhanh chóng phát hiện F0, bóc tách nguồn lây khỏi cộng đồng. Ông Chính cũng là người hô hào đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, thực thi nghiêm ngặt truy vết, cách ly, cô lập người nhiễm Covid-19, khu vực có nhiều Covid-19 rồi tuyên bố phải sống chung lâu dài với dịch bệnh, không thể khống chế tuyệt đối được. Chỉ có ở Việt Nam, lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền mới dám thản nhiên phô bày sự bất nhất, tùy tiện đến vô lối như thế, bởi dẫu có thế nào họ cũng không phải chịu trách nhiệm, và chỉ có người dân phải chết mà thôi. Đại dịch cũng là dịp để thiên hạ có thể thấy rõ hơn, trong mắt của các viên chức hữu trách, dân không phải là đối tượng họ phục vụ, dân là đối tượng bị trị. Và nếu đẩy lùi được dịch bệnh vì dân, Chắc chắn hệ thống chính trị, hệ thống công quyền và cấp trên sẽ không thể để thuộc cấp muốn làm gì thì làm. Tuy mỗi nơi mỗi kiểu nhưng rất nhất quán về bản chất, tức là bất chấp cả sinh mạng lẫn nhân phẩm công dân, bất kể dân sinh thế nào. Sau khi được thực thi, thân phận con người chẳng khác gì rơm rác. Đó là lý do hồi hạ tuần tháng 8 vừa qua, thị trấn Văn Điển thuộc huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội cũng vừa dỡ bức vách bằng tôn cao 2 m, dài 200 m, chia đôi ngõ 54 phố Ngọc Hồi để cô lập dân cư phía bên kia ngõ này vì thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Thì sang thượng tuần tháng 9 tới lượt phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội khóa cổng không cho dân ngõ 56 phố Đặng Xuân Bảng ra đường cho dù chẳng có ai trong ngõ bị nhiễm Covid hay tiếp xúc với F0. Đây chính là sự tùy tiện của Đảng Cộng sản Việt Nam với những người lãnh đạo đã coi dân như nô lệ của họ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Hai ngày 13 tháng 9 năm 2021 với bản tin Covid ở Việt Nam khi lãnh đạo Việt Nam thất học. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.